Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 13. Abraham ở Ai Cập dẫn vợ cùng các tài vật mình và Lót đồng trở lên Nam Phương. Và Abraham rất giàu có súc vật, vàng và bạc. Người vừa đi vừa đóng trại, từ Nam Phương trở về Bê-tên. Đến nơi người đã đóng trại ban đầu hết, ở về giữa khoảng Bê-tên và A-hi, là nơi đã lập một bàn thờ lúc trước. Ở đó Abraham cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Và Lót cùng đi với Abraham cũng có chiên, bò và trại. Xứ đó không đủ chỗ cho hai người ở chung, vì tài vật rất nhiều cho đến đổi không ở chung nhau được. Trong khi dân Canaan và dân Pherishit ở trong xứ, xảy có chuyện tranh giành của bọn chăn chiên Abraham cùng bọn chăn chiên Lót. Abraham nói cùng Lót rằng, chúng ta là cốt nhục, xin ngươi cùng ta chẳng nên cãi lẫy nhau, và bọn chăn chiên ta cùng bọn chăn chiên ngươi cũng đừng tranh giành nhau nữa. Toàn xứ há chẳng ở trước mặt ngươi sao? Vậy hãy lìa khỏi ta. Nếu ngươi lấy bên tả, ta sẽ qua bên hữu. Nếu ngươi lấy bên hữu, ta sẽ qua bên tả. Lót bèn ngước mắt lên, thấy khắp cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh là nơi trước khi Đức Giê-hô-va chưa phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, thảy đều có nước chảy tưới khắp đến Xoa. Đồng đó cũng như vườn của Đức Giê-hô-va và như xứ Ai Cập vậy. Lót bèn chọn lấy cho mình hết cánh đồng bằng bên sông Giô-đanh và đi qua phía đông. Vậy hai người chia rẽ nhau. Abraham ở trong xứ Canaan, còn Lót ở trong thành của đồng bằng và dời trại mình đến Sô-đôm. Và dân Sô-đôm là độc ác và kẻ phạm tội trọng cùng Đức Giê-hô-va. Sau khi Lót lìa khỏi Áp-ram rồi, Đức Giê-hô-va phán cùng Áp-ram rằng, hãy nhướng mắt lên, nhìn từ chỗ ngươi ở cho đến phương Bắc, phương Nam, phương Đông và phương Tây. Vì cả xứ nào ngươi thấy, ta sẽ ban cho ngươi và cho dòng dõi ngươi đời đời. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi trên đất. Thế thì, nếu kẻ nào đếm đặng bụi trên đất thì cũng sẽ đếm đặng dòng dõi ngươi vậy. Hãy đứng dậy đi khắp trong xứ, bề dài và bề ngang, vì ta sẽ ban cho ngươi xứ này. Đoạn Abraham dời trại mình đến ở nơi lùm cây dẻ bộp tại Mamre thuộc về Hebron, và lập tại đó một bàn thờ cho Đức Giê-hô-va. Chương 14. Trong đời Amraphel vua Shinea, Arioch vua Elasha, Kedrolaome vua Elam và Tedan vua Goim. Bốn vua hiệp lại tranh chiến cùng Bera vua Sodom, Biresha vua Gomorrah, Shineab vua Acma, Shemebe vua Seboim và vua Bela tức là Soa. Các vua này hiệp lại tại trũng Sidim, bây giờ là biển muối. Trong 12 năm, các vua này đều là chư hầu của vua Kedrolaome, nhưng qua năm thứ 13 thì họ dấy loạn. Nhằm năm thứ 14, Kedrolaome cùng các vua đồng minh kéo quân đến dẹp dân Rephaim ở đất Atterot Canaim, dân Susin tại đất Ham, dân Emim ở trong đồng bằng Kiriataim và dân Horit ở tại núi Seir cho đến nơi Enbarang ở gần đồng vắng. Đoạn các vua thâu binh trở về, đến suối Sử Đoán tức Kade, hãm đánh khắp miền dân Amalek và dân Amorit ở tại Hát Sát Sôn Thama. Các vua của Sodom, Gomorrah, Adma, Seboim và vua Bela tức là Soa bèn xuất trận và dàn binh đóng tại trũng Sidim, đặng chống cự cùng Kedrolaome vua Elam, Tidan vua Goim, Amraphel vua Shinea và Arioch vua Elasha, bốn vị đương địch cùng năm. Và trong trũng Sidim có nhiều hố nhựa chai.
vua Sodom và vua Gomorrơ thua chạy sa xuống hố, còn kẻ nào thoát được chạy trốn trên núi. Bên thắng trận bèn cướp lấy hết của cải và lương thực của Sodom và Gomorrơ rồi đi. Giặc cũng bắt Lót là cháu của Abram ở tại Sodom và hết thảy gia tài người rồi đem đi. Có một người thoát được chạy đến báo điều đó cùng Abram là người Hebrew. Abram ở tại lùm cây dẻ bột của Mamre là người Amorit, anh của Ekkon và Ane. Ba người này đã có kết ước cùng Abram. Khi Abram hay được cháu mình bị quân giặc bắt, bèn chiêu tập 318 gia nhân đã tập luyện, sanh đẻ nơi nhà mình, mà đuổi theo các vua đó đến đất Đan. Đoạn Abram chia bọn đầy tớ mình ra, thừa ban đêm, xông hãm quân nghịch, đánh đuổi theo đến đất Hoba ở về phía tả Đa Mách. Người thâu về đủ hết các tài vật mà quân giặc đã cướp lấy, lại cũng dẫn cháu mình là Lót cùng gia tài người, đàn bà và dân chúng trở về. Sau khi Abram đánh bại Kedrolame và các vua đồng minh thắng trận trở về, thì vua Sodom ra đón rước người tại trũng Save, tức là trũng vua. Melchisedec, vua Salem, sai đem bánh và rượu ra. Vả, vua này là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời Chí Cao, chúc phước cho Abram và nói rằng: Nguyện Đức Chúa Trời Chí Cao là đấng dựng nên trời và đất ban phước cho Abram. Đáng ngợi khen thay Đức Chúa Trời Chí Cao đã phó kẻ thù nghịch vào tay ngươi. Đoạn Abram lấy một phần mười về cả của giặc mà dâng cho vua đó. Vua Sodom bèn nói cùng Abram rằng: Hãy giao người cho ta, còn của cải thì ngươi thâu lấy. Abram đáp lại rằng: Tôi giơ tay lên trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời Chí Cao, Chúa Tể của trời và đất mà thề rằng: Hễ của chi thuộc về vua, dầu đến một sợi chỉ hay là một sợi dây dài đi nữa, tôi cũng chẳng hề lấy. E vua nói được rằng: Nhờ ta làm cho Abram giàu có. Chỉ món chi của những người trẻ đã ăn và phần của các người cùng đi với tôi là Ane, Ekkon và Mamre. Về phần họ, họ hãy lấy phần của họ đi. Chương 15. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Abram rằng: Hỡi Abram, ngươi chớ sợ chi. Ta đây là một cái thuẫn đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Abram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa sẽ cho tôi chi? Tôi sẽ chết không con. Kẻ nối nghiệp nhà tôi là Eliezer người Đa-mách. Abram lại nói rằng: Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự, một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ làm người kế nghiệp tôi. Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Abram rằng: Kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu, nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Đoạn Ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng: Ngươi hãy ngó lên trời, và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài lại phán rằng: Dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Abram tin Đức Giê-hô-va thì Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Abram rằng: Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã dẫn ngươi ra khỏi U-rơ thuộc về xứ Canh-đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp. Abram thưa rằng: Lạy Chúa Giê-hô-va, bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái 3 tuổi, một con dê cái 3 tuổi, một con chiên đực 3 tuổi, một con cu rừng và một con bò câu con. Abram bắt đủ các loài vật đó, mổ làm hai, để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, xong Abram đuổi nó đi. Vả, khi mặt trời vừa lặn thì Abram ngủ mê, nay một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người. Đức Giê-hô-va phán cùng Abram rằng: Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hà hiếp 400 năm. Nhưng ta sẽ đoán phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó, rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được của cải rất nhiều. Còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ, hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời. Đến đời thứ tư, dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây, vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy. Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống, kìa,
có một lò lớn khói lên và một ngọn lửa lòe ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước cùng Áp-ram mà phán rằng: Ta cho dòng dõi ngươi xứ này từ sông Ê-díp-tô cho đến sông lớn kia, tức sông Ơ-phơ-rát, là xứ của các dân Kenit, Kenesit, Cát-mô-nít, Hê-tít, Phê-rê-sít, Rê-pha-im, Amonit, Ca-na-an, Ghi-rê-ga-sít và Giê-bu-sít. Chương 4. Phi-e-rơ và Giăng đương nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, quan coi đền thờ và người Sa-đu-xê thoạt đến, tức mình vì hai người dạy dân chúng và rao truyền nhân Đức Chúa Giê-xu sự từ kẻ chết sống lại. Họ bắt hai người giam vào ngục cho đến bữa sau, vì bấy giờ đã tối rồi. Do vậy có nhiều người đã nghe đạo thì tin, số tín đồ lên đến độ 5,000. Bữa sau, các quan, các trưởng lão, các thầy thông giáo nhóm tại thành Jerusalem với Anne là thầy cả thượng phẩm, Caiphe, Giăng, Alexander và hết thảy mọi người thuộc về họ thầy cả thượng phẩm. Họ bắt Phi-e-rơ và Giăng đến hầu trước mặt mình và hỏi rằng: Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này? Bây giờ Phi-e-rơ đầy dẫy Đức Thánh Linh nói rằng: Hỡi các quan và các trưởng lão, nếu ngày nay chúng tôi bị tra hỏi vì đã làm phước cho một người tàn tật, lại hỏi chúng tôi thế nào người đó được lành, thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết, ấy là nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giê-xu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Khi chúng thấy sự dạng dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ, lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Giê-xu. Nhưng vì thấy người được chữa lành đứng bên hai người, nên chúng không có lời gì để bẻ bác được hết. Chúng biểu hai người ra khỏi tòa công luận rồi, bèn bàn luận cùng nhau rằng: Chúng ta xử với hai người này làm sao? Vì cả dân thành Jerusalem đều biết rõ thật họ đã làm ra một phép lạ sờ sờ, chúng ta chối không nổi. Dầu vậy, hầu cho việc khỏi đồn ra trong dân nữa, chúng ta nên lấy lời ngâm dọa, cấm họ từ rày về sau, chớ lấy danh đó dạy dỗ, không cứ là ai. Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệc, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà nói hay là dạy. Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời, có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? Vì về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe. Vậy họ lại ngâm dọa hai người nữa, rồi tha ra, không tìm phương bắt tội vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đều ngợi khen Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. Và người đã nhờ phép lạ cho được chữa bệnh đó là người đã hơn 40 tuổi. Khi chúng đã tha ra, hai người đến cùng anh em mình thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Mọi người nghe đoạn thì một lòng cất tiếng lên cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài, là vua David rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích? Các vua trên mặt đất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Và Herod và Pontius Pilate với các dân ngoại cùng dân Israel thật đã nhóm họp tại thành này, đặng nghịch cùng đầy tớ thánh Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà Ngài đã sức dầu cho, để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định chưa? Này, xin Chúa xem xét sự họ ngâm dọa và ban cho các đầy tớ Ngài rao giảng đạo Ngài một cách giản dị, giơ tay Ngài ra, để nhờ danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu mà làm những phép chữa lành bệnh, phép lạ và dấu kỳ. Khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Và người tin theo đông lắm, cứ một lòng một ý cùng nhau,
chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng kể mọi vật là của chung cho nhau. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Giêsu Christ, và hết thảy đều được phước lớn. Vì trong tín đồ không ai thiếu thốn cả, bởi những người có ruộng hay nhà đều bán đi, bán được bao nhiêu tiền cũng đem đến đặt dưới chân các sứ đồ, rồi tùy theo sự cần dùng của mỗi người mà phát cho. Vậy có Joseph mà các sứ đồ đặt tên là Barnaba, nghĩa là con trai của sự yên ủi, về họ Levi, quê hương tại Chipre, có một đám ruộng bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ. Chương 5. Nhưng có một người tên là Anania, thuận với vợ là Sapphira, bán gia sản mình và đồng mưu với vợ, giữ lại một phần tiền giá bán rồi mới đem phần còn lại đặt dưới chân các sứ đồ. Phi-e-rơ bèn nói với người rằng: Hỡi Anania, sao quỷ Sa-tan đã đầy dẫy lòng ngươi, đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh mà bớt lại một phần giá ruộng đó? Nếu ngươi chưa bán ruộng đó, há chẳng phải là của ngươi sao? Khi bán rồi, giữ giá đó há chẳng được sao? Điều đó nhập vào lòng ngươi thế nào? Ấy chẳng phải ngươi nói dối loài người, bèn là nói dối Đức Chúa Trời. Anania nghe nói bấy nhiêu lời thì ngã xuống và tắt hơi. Phàm người nào hay điều đó đều sợ hãi quá đỗi. Nhưng các gã trẻ tuổi đứng dậy khâm liệm thay người và đem đi chôn. Khỏi đó độ 3 giờ, vợ người bước vào vốn chưa hề biết việc mới xảy đến. Phi-e-rơ cất tiếng nói rằng: Hãy khai cho ta, ngươi đã bán đám ruộng giá có ngàn ấy phải không? Thưa rằng phải, giá ngàn ấy đó. Phi-e-rơ bèn nói rằng: Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? Kìa, chân những kẻ chôn chồng ngươi đang ở ngoài cửa, họ sẽ đem ngươi đi luôn. Chính lúc đó nàng té xuống nơi chân Phi-e-rơ và tắt hơi. Các gã tuổi trẻ trở về thấy nàng đã chết, bèn khiêng đi chôn bên chồng nàng. Cả hội thánh đều rất sợ hãi, cho đến người nào nghe tin cũng vậy. Bây giờ có nhiều phép lạ dấu kỳ được làm ra trong dân bởi tay các sứ đồ, và các môn đồ đều hiệp một lòng nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Dầu vậy, chẳng một kẻ nào khác dám nhập bọn với môn đồ, nhưng dân chúng thì cả tiếng ngợi khen. Số những người tin Chúa càng ngày càng thêm lên, nam nữ đều đông lắm, đến nỗi người ta đem kẻ bệnh để ngoài đường, cho nằm trên giường nhỏ hoặc trên chõng, để khi Phi-e-rơ đi ngang qua, bóng của người ít nữa cũng che được một vài người. Dân sự ở các thành lân cận cũng lũ lượt kéo tới thành Jerusalem, đem đến những người đau ốm và kẻ bị tà ma khuấy hại, thì hết thảy đều được chữa lành. Bây giờ, thầy cả thượng phẩm và những kẻ theo người, ấy là phe Sa-đu-xê, đều đứng dậy đầy lòng ghen tương, bắt các sứ đồ bỏ vào khám công. Nhưng đương ban đêm, có một thiên sứ của Chúa mở cửa khám cho sứ đồ ra và dặn rằng: Đi đi, hãy chường mặt nơi đền thờ mà rao giảng cho dân chúng mọi lời này của sự sống. Sứ đồ nghe bấy nhiêu lời, vừa lúc rạng ngày vào đền thờ khởi sự dạy dỗ. Nhưng thầy cả thượng phẩm và những kẻ ở với người đến thình lình nhóm tòa công luận và hết thảy trưởng lão của dân Israel lại, sai người vào khám đặng điều các sứ đồ đến. Các kẻ sai đến khám, không thấy sứ đồ tại đó, bèn trở về trình rằng: Chúng tôi thấy khám đóng kỹ, lính canh đứng ngoài trước cửa, nhưng lúc mở ra chẳng thấy một người nào ở trong. Quan coi đền thờ và các thầy tế lễ cả nghe vậy đều bực tức về việc các sứ đồ và về manh mối của việc ấy. Nhưng có người thoạt đến báo với họ rằng: Kìa, những người mà các quan đã bỏ tù nay đương ở trong đền thờ dạy dỗ dân sự. Kế đó, quan coi đền thờ và các kẻ sai cùng đi đến nơi, bắt và dẫn các sứ đồ đi, nhưng không dùng cách dữ tợn vì sợ bị dân chúng ném đá. Và khi điệu các sứ đồ đi rồi thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ rằng: Chúng ta đã cấm nhặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.
Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại, là đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. Đức Chúa Trời đã đem đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm vua và cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Israel. Còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy. Họ nghe mấy lời thì nghiến ngầm, giận hoảng, bàn mưu giết các sứ đồ. Nhưng một người Pha-ri-si tên là Gamaliel, làm luật sư, được dân sự tôn kính, đứng lên giữa tòa công luận, truyền lệnh đem các sứ đồ ra ngoài một lát. Kế đó người nói rằng: hỡi người Israel, hãy cẩn thận về điều các ngươi sẽ xử với những người này. Trước đây Thêu-đa dấy lên, xưng mình là kẻ tôn trọng, có độ 400 người theo hắn. Hắn bị giết và cả thảy những kẻ theo hắn đều tan lạc, rút lại chẳng qua là hư không. Kế hắn thì có Giu-đa người Ga-li-lê dấy lên, về thời kỳ tu sổ dân, rủ nhiều người theo mình, nhưng rồi cũng chết, bao nhiêu kẻ theo phải tan tành. Nay ta khuyên các ngươi, hãy lánh xa những người đó, để mặc họ đi. Vì nếu mưu luận và công cuộc này ra bởi người ta thì sẽ tự hư đi, nhưng nếu bởi Đức Chúa Trời ra thì các ngươi phá diệt những người đó chẳng nổi, và lại là liều mình đánh giặc cùng Đức Chúa Trời. Chúng nghe theo lời người thì đòi các sứ đồ trở vào, sai đánh đòn, rồi cấm không được lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy. Đoạn tha ra. Vậy các sứ đồ từ tòa công luận ra đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Đức Chúa Giêsu. Ngày nào cũng vậy, tại trong đền thờ hoặc từng nhà, sứ đồ cứ dạy dỗ rao truyền mãi về tin lành của Đức Chúa Giêsu, tức là Đấng Christ. Chương 6. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenic phàn nàn nghịch cùng người Hebrew, vì những người quá bùa của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng: bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc, thật chẳng xứng hợp. Vậy anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bô-cô-rơ, Nicanor, Timôn, Ba-mê-na và Nicola là người Antioch mới theo đạo Giu-đa, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đạo Đức Chúa Trời càng ngày càng tràn ra, số môn đồ tại thành Jerusalem thêm lên nhiều lắm, cũng có rất nhiều thầy tế lễ vâng theo đạo nữa. Ê-tiên được đầy ơn và quyền, làm dấu kỳ phép lạ rất lớn trong dân. Nhưng có mấy hội viên của nhà hội gọi là nhà hội của bọn được tự do, với những người quê ở Cyrene, người quê ở Alexander, cùng người Giu-đa ở xứ Cilici và xứ A-si, nổi lên mà cãi lẫy cùng Ê-tiên. Song chúng không chống lại nổi với trí khôn người, cùng với Đức Thánh Linh, là đấng người nhờ mà nói. Bèn xui xỉm mấy người đặng nói rằng: chúng ta đã nghe người nói ra những lời phạm đến Môi-se và Đức Chúa Trời. Chúng xúi dân sự, các trưởng lão và các thầy thông giáo, rồi xông vào người, dùng sức mạnh bắt và điệu đến trước tòa công luận. Chúng đặt ra những kẻ chứng dối nói rằng: người này hằng nói những lời phạm đến nơi thánh và luật pháp. Vì chính chúng ta đã nghe người nói rằng: Giêsu ở Nazareth này sẽ phá nơi đây và đổi tục lệ mà Môi-se đã truyền lại cho chúng ta. Bây giờ, phàm những người ngồi tại tòa công luận đều ngó chăm Ê-tiên, thấy mặt người như mặt thiên sứ vậy. Thi Thiên 136. Hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, vì Ngài là thiện, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Chúa của muôn Chúa, vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời.
chỉ một mình Ngài làm nên các phép lạ lớn lao vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã nhờ sự khôn sáng mà dựng nên các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài trương đất ra trên các nước vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dựng nên những vì sáng lớn vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trời đặng cai trị ban ngày vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Mặt trăng và các ngôi sao đặng cai trị ban đêm vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài đã đánh giết các con đầu lòng xứ Ai Cập vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đem Israel ra khỏi giữa chúng nó vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Dùng cánh tay quyền năng giơ thẳng ra vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài phân biển đỏ ra làm hai vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Khiến Israel đi qua giữa biển ấy vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Xô Pharaon và cả đảo binh người xuống biển đỏ vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài dẫn dân sự Ngài qua đồng vắng vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh bại các vua lớn vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Đánh giết những vua có danh vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Tức là Sihon vua dân Amorit vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Và Ốc vua Ba Sang vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài ban xứ chúng nó làm sản nghiệp vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, tức làm sản nghiệp cho Israel là kẻ tôi tớ Ngài vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài nhớ đến bậc hèn hạ chúng tôi vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, giải cứu chúng tôi khỏi kẻ cừu địch vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Ngài cũng ban đồ ăn cho mọi loài xác thịt vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.